Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang tuần này, sau phần điểm tin tức hoạt động trong tuần, làm phóng sự ghi nhận về phong trào thi đua quyết thắng ở lực lượng vũ trang thành phố Bắc Giang. Cuối chương trình là phản ánh ở câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thành phố Bắc Giang, sân chơi giúp người cao tuổi sống vui khỏe. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần, thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án khu số 3, số 4 phía Bắc thuộc khu đô thị phía Tây Nam thành phố Bắc Giang. Chỉ đạo buổi cưỡng chế có đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, vì vậy đến thời điểm tổ chức cưỡng chế đã có 6 hộ gia đình chấp thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Còn lại 2 hộ gia đình gồm hộ ông Nguyễn Sĩ Thảo có thửa đất số 202 tại tờ bản đồ số 13 với tổng diện tích cưỡng chế 730,8 m² và hộ ông Ngô Văn Thế có thửa đất số 60 tại tờ bản đồ số 13 với tổng diện tích đất phải thu hồi là 407,9 m². Các hộ gia đình này chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do không nhất trí đơn giá, mức bồi thường về đất và đề nghị doanh nghiệp thực hiện dự án phải thỏa thuận lại với các hộ gia đình. Mặc dù trước đó các cấp có thẩm quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và tổ dân phố số 4 phường Mỹ Độ tích cực tuyên truyền vận động, giải đáp các ý kiến vướng mắc, nhưng hai hộ gia đình này vẫn không nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Sau một buổi sáng, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định và bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn để tiếp tục thực hiện dự án. Trong tuần, Hội Người Cao Tuổi thành phố đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện một số phòng ban ngành thành phố cùng 72 đại biểu là hội viên Hội Người Cao Tuổi tiêu biểu của các phường xã. 5 năm qua, Hội Người Cao Tuổi các cấp thành phố thường xuyên củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thành phố có 2.254 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức tự quản của nhân dân từ phường xã đến thôn tổ dân phố. Người cao tuổi đã luôn thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tín nhiệm và nhân dân tin tưởng, qua đó đóng góp tích cực vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật người cao tuổi thành phố tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024, đồng thời tham gia ý kiến thảo luận một số nội dung liên quan đến hoạt động của người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở xã Tân Tiến, vai trò người cao tuổi là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã khen thưởng 13 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội Người Cao Tuổi thành phố khen thưởng 59 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Sáng ngày 5 tháng 6, Hội Cựu Chiến binh xã Song Mai đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội Cựu Chiến binh thành phố lựa chọn tổ chức điểm cấp xã. Tới dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Trọng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố, các đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 16 phường xã, khối 487. Giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu được Hội Cựu Chiến binh xã Song Mai triển khai chặt chẽ toàn diện. Hội Cựu Chiến binh xã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ. Tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, các phong trào, các cuộc vận động thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Với nhiều kết quả nổi bật, 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh xã được tặng 27 bằng khen, giấy khen của Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội Cựu Chiến binh thành phố và xã Song Mai. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu. Tại đây, các đại biểu đã biểu quyết cử 7 đại biểu đi dự đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu thành phố. Nhân dịp này, Hội Cựu Chiến binh thành phố khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân.
Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát động triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Bắc Giang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Để phong trào thi đua quyết thắng ở lực lượng vũ trang thành phố Bắc Giang đạt được nhiều kết quả cao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, cùng các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang. Hàng năm, đơn vị có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về các hoạt động về phong trào thi đua, chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn xây dựng các kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua đột kích hàng năm. Qua các đợt phong trào thi đua đã tạo được sự động lực, khí thế, tạo sự đoàn kết đối với cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy được sức mạnh của lực lượng vũ trang trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng ở lực lượng vũ trang thành phố đã trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ hiệu quả chỉ thị số 1535 của Thường vụ Đảng ủy quân khu về thực hiện chi bộ 4 tốt 30 gắn với thực hiện chủ trương 3 đề cao 5 chống. Tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Đặc biệt, phong trào đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của đơn vị. Như trong các đợt cao điểm, lễ Tết, các sự kiện trọng đại, xây dựng lực lượng thường trực dự bị động viên, dân quân tự vệ, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng chính trị. Công tác huấn luyện được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ. Công tác diễn tập trong khu vực phòng thủ luôn được quan tâm, chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều hoàn thành xuất sắc. Trong 5 năm qua, đã tuyển chọn được 860 công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Lễ giao nhận quân hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội tòng quân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thực hiện cái kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm ấy, thì Ban Chỉ huy Quân sự phường Sương Giang ấy, tập trung tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban, lãnh đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phường chỉ đạo đến các tổ dân phố thực hiện công tác quản lý, đăng ký, thực hiện từng bước các cái quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, nên là kết quả hàng năm là công tác tuyển quân của phường Giang đạt kết quả rất cao. Trong đó thì có những năm đến 9-10 đơn tình nguyện thanh niên nhập ngũ. Lực lượng vũ trang thành phố còn luôn khắc ghi truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Nhiều hoạt động ý nghĩa được thực hiện như thăm hỏi tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội, chi trả trợ cấp bệnh hiểm nghèo, đã góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn luôn coi trọng xây dựng và nhân rộng các tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu cùng các phong trào thi đua. Chú trọng việc phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình để từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Trên cương vị là một trợ lý quân lực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố làm thực hiện nhiệm vụ là động viên và tuyển quân thì sau khi được tổ chức giao nhiệm vụ thì bản thân cũng đã nghiên cứu trên cương vị chức trách thì trước tiên bản thân luôn tích cực học tập nghiên cứu các nội dung liên quan tới công tác động viên và tuyển quân, học tập thủ trưởng các cấp, đồng chí đồng đội trong cơ quan để làm sao xây dựng cái bản lĩnh chính trị vững vàng, cái ý chí quyết tâm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được cấp trên giao cho. Bản thân cũng đã được đạt được các thành tích cụ thể từ năm 2019 đến năm 2023 thì bản thân cũng đã được chỉ huy các cấp tạo điều kiện khen thưởng, đặc biệt là năm 2022 và 2023 bản thân đã nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua 2 năm liền.
Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang thành phố đã có hàng trăm tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, từ năm 2020 đến 2022, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Năm 2023, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua. Đảng bộ quân sự thành phố từ năm 2021 đến nay đạt tiêu chuẩn đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Được thành lập hơn 20 năm nay, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh người cao tuổi thành phố Bắc Giang thường xuyên trở thành chỗ dựa tinh thần và là điển hình cho phong trào người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích trên địa bàn thành phố. Câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích hấp dẫn của người cao tuổi thành phố, giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hơn 5 giờ sáng, tại sân đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh người cao tuổi thành phố lại tề tựu để tập luyện các bài thể dục dưỡng sinh quen thuộc. Trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, các bà, các cô trong những bộ đồng phục nổi bật đủ màu sắc. Ai cũng trẻ khỏe và đẹp hơn khi được cùng nhau tập luyện những động tác bài thể dục dưỡng sinh nhẹ nhàng, uyển chuyển, giúp nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai. Riêng tập dưỡng sinh này rất chi là bổ ích cho cái lớp người cao tuổi của chúng tôi. Tập vừa xương khớp nó dẻo dai, các động tác nó uyển chuyển, nó xoay rồi thì nói chung là từ động tác một cho cả gối, cả chân, cả tay, cả mắt đều là ổn cho những người lớp người cao tuổi của chúng tôi. Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh người cao tuổi thành phố Bắc Giang được thành lập và duy trì hoạt động đã hơn 20 năm nay. Hiện câu lạc bộ có 90 thành viên là người cao tuổi của 13 phường xã trên địa bàn thành phố. Đã thành thông lệ, cứ vào 5 giờ sáng ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ lại tập trung để cùng nhau tập luyện những bài thể dục dưỡng sinh quen thuộc như múa quạt, thái cực quyền, thái cực kiếm, khiêu vũ dưỡng sinh, võ dưỡng sinh. Từ những hạt nhân nòng cốt của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thành phố, các thành viên câu lạc bộ về đã dạy, hướng dẫn lại cho người cao tuổi của phường xã nơi mình sinh sống để nhân rộng phong trào thể dục dưỡng sinh, giúp nhiều người cao tuổi cùng sống vui khỏe. Câu lạc bộ dưỡng sinh của Hội người cao tuổi thành phố Bắc Giang đã thành lập 20 năm, duy trì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, tức cứ vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi tập trung tại đây, địa điểm này để tập ít nhất là 10 bài trở lên, đem lại niềm vui và sức khỏe cho nhiều người, để những người hội viên tham gia cái câu lạc bộ này là về các đơn vị cơ sở như các phường xã là huấn luyện viên cho đơn vị mình. Không chỉ tập luyện các bài thể dục dưỡng sinh, tới đây người cao tuổi còn được giao lưu, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, giúp các cụ bớt cô đơn, nâng cao đời sống tinh thần. Nhờ đó, nhiều bệnh tật của tuổi già đã được đẩy lùi, giúp các cụ sống vui, khỏe, ý nghĩa hơn. Tôi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh của thành phố được 12 năm nay rồi. Thế sau khi tham gia thì tôi thấy là sức khỏe được nâng lên. Ra đến đây thì được rất chỉ là vui và được chia sẻ nhiều công việc trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên là chúng tôi thấy là rất có ích. Và nên là mong mọi người cùng hưởng ứng tham gia để câu lạc bộ ngày một đông và vui hơn. Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thành phố Bắc Giang còn tham gia nhiều hội thi, hội diễn do Hội người cao tuổi thành phố, tỉnh và trung ương tổ chức hàng năm và đạt nhiều giải cao. Câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích, hấp dẫn của người cao tuổi thành phố, giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang ngày 6 tháng 6 năm 2024. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.